trình đọc truyện văn học. Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình đọc truyện văn học phát trên sóng Phát thanh Đồng Tháp. Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Hay quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên website thgt.vn. Thưa quý vị và các bạn, như chúng ta đã biết, là một người đàn ông trụ cột gia đình, nhưng Phú vẫn luôn làm theo mọi ý muốn của mẹ và em mình. Chính sự nhu nhược đó đã đẩy quan hệ vợ chồng anh vào bế tắc. Mai Du là một người phụ nữ nhân hậu, luôn nhẫn nhịn mọi thứ mà cũng phải chạnh lòng và đôi khi bày tỏ chính kiến. Dù sinh, cô em chồng luôn quá quắt, nhưng khi cô gặp nạn thì Mai Du cũng hết lòng lo lắng. Cuối cùng khi xuất viện, một câu cảm ơn cô cũng chẳng nói với chị chồng. Lần này Phú đi công tác xa, anh chẳng để lại địa chỉ hay ngày về. Mai Du buồn và viết thư cho anh. Cô kể lại từng sự việc đã qua trong mối quan hệ vợ chồng và gia đình chồng. Cô muốn trải lòng để vợ chồng hiểu nhau hơn. Sau đây, Thanh Hảo sẽ giới thiệu đến quý vị phần tiếp theo tiểu thuyết Ngọt ngào pha mặn chát của nhà văn Nguyễn Thị Mỹ Dung. Rồi chiến tranh lạnh cũng kéo dài hàng tháng, gần giống như bây giờ đây, chỉ vì chuyện mấy cái nan giường. Thật quá lạ lùng đối với em, thật không thể nào hiểu nổi đấy. Tại sao có mấy cái nan giường đơn giản thế, nhỏ mọn thế mà anh đùng đùng quát mắng, dứt ném xuống và chằn dỗi em? Ai có sáng kiến về lấy mấy cái nan giường đưa sang làm cửa cho ông bà ngoại? Nếu anh bảo rằng xấu hổ với bà nội thì nào lúc đó em có thấy bà nói một câu nào đâu. Mà nếu anh thầm hiểu ý bà thì sao anh không ngầm ngăn chặn để tránh điều tai họa cho vợ? Chỉ cần anh đưa mắt ra hiệu em đừng lấy những cái đó trước mặt bà là em đủ hiểu. Hay là anh tìm cách cho em biết rằng những việc như thế để chính anh làm thì hơn, anh đưa sang thì hơn. Như thế tình chúng ta có phải hạnh phúc không nào? Quả thật với anh nói, cho đến bây giờ em vẫn chưa hiểu hết tính nết của anh đó. Quả thật cho đến bây giờ em vẫn không cắt nghĩa nổi tại sao chuyện mấy cái nan giường có thể làm anh phản ứng như vậy. Mà em đã hỏi anh nhờ anh một cách nhẹ nhàng, chứ đâu phải sai bảo hay tự quyền tự ý ban của nhà về bên ngoại cho cam. Có phải chăng đối với em đã không còn tình nghĩa yêu thương, cho nên lúc nào anh cũng sẵn sàng phẫn nộ? Cũng như một lần em ốm mà anh đã phẫn nộ mắng nhiếc. Và đây là sự mở đầu cho giai đoạn máu lửa vừa qua. Cũng đã biết phận rồi, chả dám nhõng nhẽo nũng nịu gì anh đâu. Nhưng mà hôm đó em mệt từ ở trường. Đã mệt thì vui sao được, còn muốn nói cười sao được. Gắng gượng một chút rồi em đi nằm. Em rét và muốn nhờ anh đắp hộ cái chăn. Chả lẽ em lại nhờ mẹ, nhờ ai khác khi chính cô chồng em đang ngồi đấy, có anh. Thế mà sao anh nổi cáo? Muốn gì thì nói, không có lối ngồi lì lì rồi lên nằm chền ờn ra đấy. Đẹp gớm nhỉ, chả ra cái thái gì hết. Thế đây, anh có nhớ rằng chính anh đã nói em như vậy không? Anh có nghĩ rằng
Như vậy là anh đã xúc phạm không kém phần quá đáng đối với em không? Anh mắng em trong khi em ốm, mà có lẽ cả đời em mới ốm sơ sơ như vậy có một vài lần. Sao anh nỡ mắng em? Hay anh cho rằng em nhõng nhẽo làm phiền anh không phải lối, nên đáng phỉ báng cho bỏ ghét? Anh ra qua với vợ trước mặt bà. Hay anh cho rằng em ốm giả vờ để muốn sinh sự gì đây? Ôi, cứ cái kiểu đa nghi tào tháo vậy thì còn chi là tình chồng, lại trước mặt mẹ và các con. Em có thể nghĩ thế nào tốt đẹp hơn về anh? Đúng là đối với em, lúc nào anh cũng có thể phẫn nộ. Anh chẳng còn yêu thương em. Vậy thì anh đã yêu ai? Phải chăng em là cái trở ngại đang làm vướng cản lối anh đi, mà bao giờ anh cũng cảm thấy thật là gai mắt, thật là khó chịu? Chưa có thể phát quang nó đi được, nên anh cứ bực dọc tức tối vậy sao? Có lẽ không phải ngẫu nhiên mà có những khi em mê thấy chính người mình yêu đang tìm cách xóa hộ khẩu của mình. Lẽ tất nhiên anh không bao giờ như thế, và em vẫn còn sờ sờ ra đây. Nhưng mà cay đắng thật khi điều đó là hiện thực chứ không phải là mộng tưởng quái gở, thì giữa chúng ta sao chẳng quá địch thù. Nhưng em không tin như thế và không bao giờ muốn thế. Em còn hy vọng, còn tin tưởng, còn mong mỏi tốt đẹp hơn trong tình cảm vợ chồng, nên em đã nói ra cái ý đòi hỏi một tình chồng thông cảm và yêu thương với em trong cái bữa tối hôm đó. Nhưng anh lại đã phẫn nộ rồi. Em muốn anh hỏi em một tiếng, mệt à, hay bảo con mời mẹ lên ăn cơm? Anh lại quát, cô không phải là bố tôi mà tôi phải mời phải hỏi, tôi chỉ có thế thôi. Ôi, một người chồng thì có thể như vậy ư? Có quyền như vậy ư? Em muốn anh nói nho nhỏ, kẻo hàng xóm nghe họ cười. Anh lại bảo, đạp cho nữa, chứ không phải chỉ nói to. Không giữ được mình nữa, em bảo, đàn ông mà cứ hành hung quát tháo, đòi đánh vợ là sa đọa. Ừ, em dùng chữ này sai. Vừa buộc miệng ra, em đã hiểu là sai rồi. Nhưng đã lỡ chưa biết làm sao được thì bàn tay anh đã chịch lấy cổ vợ anh rồi. Và em đã phản ứng để tự vệ vì không cam chịu nhục, không muốn mang cái mặt sưng dù vì chồng đánh mà lên lớp. Chỉ cốt thế mà thôi. Nhưng thấy anh ngồi gục xuống rũ rượi thì em đâm ân hận. Và thấy anh áo sóng phong phanh bỏ đi thì em hoảng, em lo thật sự. Em đi tìm anh và tim em thót lại từng giây cho đến khi anh trở về. Anh có tin là không phải đợi đến bây giờ mà ngay từ lúc đó em đã lo, đã hoảng, đã ân hận vì một lời nói ngu ngốc và sự phản ứng không cần thiết của mình không? Sự thật đó anh à. Giận đó mà em lại thương anh ngay rồi đó. Vậy mà chính lúc em đang dằn vặt với chính lòng mình như vậy thì anh vẫn nghĩ rằng trong chuyện này anh đúng 10-10 phải không nào? Anh cứ kể mãi, nhắc mãi hai tiếng mà em đã trót lỡ dùng sai đó chăng? Nếu vậy thì em chân thành xin anh hãy rộng lòng tha thứ cho em một lần. Sao anh lại cho rằng đó là cao điểm của ý nghĩ và tình cảm của em đối với anh? Không phải thế đâu anh à. Nếu đúng thế thì chả hóa ra em là một con điên mà anh cũng đã yêu, đã quý để có chung ba đứa con vậy ư? Xin anh hãy coi rằng em lúc đó không phải là em, và chỉ lúc đó mà thôi. Người ta nói rằng giận mất khôn mà anh. Còn biết làm thế nào hơn được đây? Một lần nữa em xin lỗi anh về hai tiếng đó. Anh có sẵn lòng tha thứ cho em không anh?
Có lẽ nào anh cứ mãi mãi để bụng đến nỗi không thể còn được một tình yêu với em. Trái lại, em thì có thể quên đi hết, để lại vẫn nhớ lắm thương nhiều người mà em giận thì giận, yêu còn yêu, đến nỗi phải xót xa, dày dò, khắc khoải đến thế này. Cũng như bao lần nhìn ngắm chồng cho đã nhớ, nhưng chỉ nhìn trộm mà thôi. Anh có biết không, đã bao nhiêu lần em thầm trách anh không có giác quan thứ sáu, bởi vì chưa bao giờ em nhận thấy anh linh cảm biết rằng em đang lặng nhìn anh khi anh ngủ. Không biết được số phận những bức thư này của em sẽ ra sao, nó sẽ đưa đến cho anh một mối cảm thông sâu xa hay là một lòng căm giận khinh ghét. Nhưng mà em vẫn viết và xin anh cứ để cho em được viết, vì chưa có bao giờ em được nói anh nghe về những ý nghĩ của em. Cũng có khi em nghĩ 12 năm đi lấy chồng mà cuộc sống hạnh phúc sung sướng trong tình yêu thương hồn nhiên của em thật là ít ỏi. Nhất là từ sau cái sự kiện ở Quyền H đáng nguyền rủa ấy. Có chăng nó cũng chỉ thản hoặc và tan biến đi nhanh chóng như những tia sáng chớp lóe lên rồi chụp tắt ngấm giữa những đêm đen giông tố phủ phàng mà thôi. Từ ấy, từ cái tháng 3 năm 1966 tai ương chướng quả ấy, mà nhất nữa là từ ngày em về sống chung với anh, với mẹ trong một căn nhà, cả với cô Sinh nữa, em cũng đã thử tính xem em đã mất gì, được gì. Nói được thì rõ ràng em đã được ba đứa con nhờ anh. Ba đứa con rất ngoan, thông minh, xinh xắn và yêu quý biết chừng nào. Em phải cảm ơn anh vì hầu như tất cả những nét tinh túy nhất của anh đã gửi vào ba đứa con của chúng ta, làm nên niềm tự hào, sung sướng thật sự cho lòng em. Chính các con là sợi dây thiêng liêng ràng buộc gắn bó chặt chẽ em, không phải chỉ với anh, với gia đình ta, mà còn với cả cuộc sống. Yêu các con, em càng thấy mình phải sống và sống có ích cho đời hơn. Cái được đó không có gì sánh nổi, mặc dù em đã mất nhiều lắm, mà trước hết là mất một tâm hồn tươi trẻ và rất hồn nhiên của em. Trước kia em sống thoải mái, tự nhiên, cởi mở lắm kia. Nào phải đâu cứ chìm ngập trong những chuỗi ưu tư phiền muộn nặng nề thế này. Nào phải đắn đo, dè dặt, bởi lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, gây nên sự hiểu lầm của người khác. Trước kia, em chỉ có nụ cười rạng rỡ của hạnh phúc trong tình yêu và cuộc sống. Giờ thì, anh biết đấy, em chỉ có những giọt nước mắt đắng cay, rơi đẫm gối và nặng trĩu trong lòng em. Thứ hai, em mất gì? Đấy là em mất danh dự, mất uy tín. Trước kia, ở đây cũng như ở Kim Liên, ở Thái Hà ấp và ở cả Quyền H nữa, nếu không có những xung đột đã xảy ra với cô Sinh, với mẹ, thì người ta nhìn em bằng cặp mắt yêu mến và nghe em nói với một lòng dị nể, kính phục là đằng khác. Có xung đột rồi thì tránh sao khỏi sự nghi ngờ. Dẫu người ta có tốt đến đâu cũng chẳng thể nào hiểu vấn đề cho thật rõ ràng ra được. Em đã tự thấy điều đó để thấy rằng mình không đủ trọng lượng trong lời mình nói,
giật mình làm nữa rồi. Giờ đây em xin từ cái chức tổ trưởng phụ nữ khu phố cũng là vì thế. Mặc dù người ta cứ ấn mình làm và người ta nói rằng cô ấy đáo để thật, hay là chính nghe bà cụ nói, bà cụ kể cũng đủ biết bà cụ khó tính lắm. Bà cụ đã nói những gì? Trong cuộc họp này không có bà cụ thì người ta nói vậy. Song ít ra thì người ta cũng đã hiểu đúng, nhà mình không hòa thuận, không hạnh phúc. Vậy thì em còn có thể nói ai nghe về chữ hạnh phúc, bình đẳng trong gia đình, về vấn đề xây dựng gia đình văn hóa mới, về quan hệ mẹ chồng con dâu, trong trách nhiệm một người tổ trưởng phụ nữ. Thế đây anh, ai đã làm em mất uy tín với hàng xóm? Ai đã làm em mất danh dự để người nghe có thể tưởng rằng chính em cũng có thể là đứa ăn cắp gạo hay độc ác đến có thể đổ nước vào dầu để làm hại em chồng? Người ta dẫu không tin cả 10 phần thì chắc cũng tin 1-2. Thế đấy, lại còn chuyện ngồi lê mách lẻo bày đặt chuyện làm quà để dạch áo cho người xem lưng. Chả thế, trong cuộc họp hôm nay để thuyết phục em giữ chức, những bà con mà em cho là tốt bụng đứng đắn ở đây đã kịch liệt phê phán cái thói đời rỗi rãi ở nhà cứ tụm ba tụm bảy tán chuyện người khác làm mất đoàn kết. Rời huyện Hắc, trong bao nhiêu kỷ niệm đẹp của em cũng có những kỷ niệm chua xót đau lòng. Một cuộc gia chạm đến nảy lửa với cô Sinh và một cái thai non. Đấy không đáng buồn sao? Đấy không là điều mất mát của em sao? Nhưng lúc ấy, dầu chưa có được con, thì em vẫn còn một thứ rất đáng quý để em có đủ sức mạnh mà vượt qua tất cả những chông gai của cuộc đời. Đó chính là tình yêu của anh. Hẳn anh còn nhớ, anh đã viết gì trong thư gửi cho em sau cơn thử lửa đầu tiên ấy và cả những thư sau. Rồi anh còn đủ can đảm để ra đi tìm em hàng trăm cây số bằng xe đạp, mặc dù em đã không dám để anh đi cùng. Đến khi em phải gánh chịu nỗi đau của người mẹ sảy mất đứa con đầu lòng, thì dẫu anh vụng về không biết cân cho em một thang thuốc bắc, em vẫn hiểu rằng anh rất thương em. Vậy nhưng từ khi em về trên này, em yếu vì mới sảy, em ốm vì động thai, cho đến ngay khi vừa sinh nở cu quan có vài tháng, chuyện buồn cứ liên tiếp xảy ra hoài. Nào cái chuyện em ở trên Phúc Thọ đạp xe về mà hay nằm, nào chuyện cái xong thì cất mà con gà của cô Sinh ngoài bếp thì không sợ mất, trứng khôn hơn vịt, có mất cũng không đến lượt cô Sắm, câm mồm đi. Và từ đó đã có bao ngày tháng im lặng kéo dài. Ra đi cùng nhau một đoạn đường mà đầu anh không bao giờ ngoái lại. Chuyển nhà sang khu Lăng Hoàng Cao Khải, anh ở riêng một phòng, vân vân và vân vân. Quả thực là đến nay cứ như thế, dần dần em mất hết. Còn đâu nữa những tình cảm yêu thương trong cái thuở ban đầu? Còn đâu nữa tình anh? Hằng ngày dẫu vẫn sống chung một căn nhà đấy mà đã nhạt hơn nước ốc, đắng ngang bồ hòn, thì em hiểu rằng em đã mất chồng rồi. Em mất anh. Sự thật là em đã mất anh. Mà ngay cả trong thư vừa đây của anh cũng đã khẳng định rằng em mất hết rồi. Anh bảo số phận của em thế ư? Trời ơi, sao đời lại buộc em vào một số phận cay nghiệt làm vậy? Trời ơi, sao em có chồng mà lại cũng như không? Em bảo rằng em chẳng được hạnh phúc thì sai ở chỗ nào? Em bảo rằng em đã lầm, anh lại không hiểu cho em được sao? Lầm là trước đây em vẫn tưởng chúng mình có học thức, có đức hạnh cả,
lại có một chuỗi kỷ niệm của tình bạn yêu mến giận hờn, không phải ai cũng có. Chúng ta hiểu nhau rồi, tình chúng ta sẽ đẹp và rất đẹp. Vậy mà đến giờ, ta vẫn chưa hiểu nhau. Trước đây, hình ảnh cô em chồng cứ lẻo đẻo dắt xe đạp theo suốt mấy dãy phố ở Vinh cho anh đi dốc bầu tâm sự trong cái đêm 1 tháng 9 năm 60 ấy. Em cứ ngỡ rằng cô em chồng của em ngoan. Trước đây, qua những lời thư sai nhiều lỗi chính tả mà rất tình cảm của mẹ gửi cho em, còn dầu tương lai, và qua lần gặp mẹ đầu tiên ấy, em dè dặt hỏi: "Mẹ ơi, con thì không nói, chứ anh Phú ra đi giữa mùng một Tết, mẹ có kiêng không?" Em được nghe mẹ dịu dàng: "Kiêng gì, việc đi thì cứ phải đi chứ, kiêng gì." Và em cứ ngỡ rằng mẹ cũng dễ tính và không nặng đầu óc phong kiến. Như vậy đó, và em tin rằng em sẽ sung sướng, gia đình ta sẽ hạnh phúc. Vậy mà bây giờ thì sao? Anh ơi, em có nói lầm thì điều đó có nghĩa là sự thật đã khác quá với điều em dự đoán mà thôi. Trước đây đi lấy chồng, có ngờ đâu bây giờ chồng em bảo: "Anh chỉ còn là người bạn tốt của em thôi." Có ngờ đâu chỉ chưa đầy một năm sau ngày cưới, cô em chồng ngoan ngoãn của em lại xỉa vào chị dâu trước mặt mẹ và anh mình cùng bao người xa lạ mà nói rằng: "Mày đã cướp hạnh phúc của gia đình tao, mày làm cho nhà tao tan nát." Ngày ấy, sau buổi cưới, anh nói với em một câu đầy yêu thương là: "Tội nghiệp vợ tôi, từ đầu đến chân đều là của đi mượn." Em sung sướng và tự hào, chứ không một chút mũi lòng, vì anh thương em và vì bản tính em trong sạch, không đòi hỏi anh sắm cưới. Em thương anh như chính thương mình, cũng như cầm món quà cưới duy nhất của mẹ gửi ra là cái giỏ chăn qua, em cảm động và nghĩ thương mẹ nghèo vì mẹ chỉ có một mình. Vậy mà bây giờ mẹ bảo: "Tao không mất xu nào cưới hỏi mày." Thì ra mẹ khinh em. Em quá dễ dãi, không thách cưới thách hỏi thì mẹ khinh em. Cũng như em có ngờ đâu, cái Tết năm 64 ấy, em về quê chồng chưa cưới một ngày cho biết, vượt qua mọi dư luận có thể có của xã hội mà về theo tiếng gọi của trái tim anh. Để rồi 13 năm sau, mẹ chồng em lại bảo: "Mày là đồ đĩ, mày không là đồ đĩ, mà mày rút về trong yên lý để quyến rũ con tao. Rồi 6 tháng sau, mày giục con tao cưới, mày không là đồ đĩ à?" Thế đấy anh, những sự như thế làm sao em có thể ngờ được. Mà nếu như em đã ngờ, đã biết trước vậy, thì em đâu dám. Anh ơi, đối với bà, em vẫn kính, vẫn trọng và vẫn thương. Song bà quá ghét bỏ mà không chấp nhận hay không muốn hiểu cho em mà thôi. Tình thương của em đối với bà cũng chân thật, tự nhiên vô cùng. Lẽ tất nhiên là em cũng đòi hỏi và cầu mong được bà thương lại, hay ít ra là cũng muốn bà thực tình dung dáng cho hạnh phúc nhà mình. Không được như thế thì em buồn, em giận và em trách. Thế thôi. Đối với bà, lỗi của em có chăng chỉ là ở chỗ em vụng về chân thật quá, không biết khéo léo xung xoe nịnh bợ. Nhưng theo em, sống chân thật mới là đáng quý, mới là khó, chứ giả tạo thì chán dạng người biết giả tạo hơn em. Chỉ có điều là em hay thanh minh, hay lý giải để mong bà biết lẽ phải trái. Nhưng nếu như anh đã bảo: "Bà già rồi, bà nói gì cũng được, bà muốn gì cũng chịu, tranh phải trái với bà là sai", thì đúng là em đã sai. Không biết cam phận, không chịu nhẫn nhục để tạo nên một cái vỏ bọc cho ra vẻ gia đình êm đềm hạnh phúc cũng là sai. Dân, em sai.
và có gọi là hỗn thì mức độ của chữ hỗn với mẹ chồng ở em chỉ có là như thế. Dân, giả như ai nói gì mặt ai, em cứ nín lặng mãi mãi, thì có lẽ anh thỏa mãn. Nhưng sức chịu đựng của em cũng chỉ là có hạn. Mà có lẽ anh cũng nên thấy em đã chịu đựng quá nhiều rồi. Chưa hiểu điều đó thì quả là anh chẳng có một chút tình thương em, chứ chưa nói rằng yêu. Giả thử em hiểu được anh thông cảm và thương em nhiều trong cái cảnh sống này, như trong bức thư anh viết về sau cái sự kiện quyền hát ấy, thì có lẽ em sẽ đủ sức để mà nín lặng chịu đựng, như hồi ấy em đã nín lặng chẳng hề nói một lời nào. Giả thử anh hiểu rằng bà đối xử với em là quá đáng, cô ấy hỗn với em là quá đáng, thì chắc em cũng chẳng cần tranh phải trái mà làm gì. Nhưng mà sau mỗi lần va chạm giữa ba người đàn bà trong nhà thì khoảng cách giữa chồng em với em lại xa thêm một quãng. Anh nghe bà và cô ấy nói riết, nói mãi rồi anh cũng tin. Anh cũng nghĩ xấu về em. Anh trở nên lạnh nhạt với em. Và em hiểu vì thế mà dần dần mình mất hạnh phúc. Bà và cô Sinh đã thường xuyên đào khoét mãi cái hố sâu ngăn cách giữa em với bà và giữa em với anh. Rồi đến một lúc, chính anh cũng đã tự tay cầm xẻng mà góp phần đào cho hố đó sâu thêm nữa. Em nói thế làm gì? Trước những cuộc xung đột giữa những người đàn bà trong gia đình, nếu anh, người đàn ông, anh im lặng thì còn là dễ hiểu vì anh khó xử. Nhưng đằng này anh đã nói thêm gì? Cô Sinh nói, mày là đồ khố rách áo ôm, mày ở nhà tranh vách đất mà giờ mày ăn diện như thế kia. Mày ở nhà cao cửa rộng mà không biết ơn nhà chồng. Nhà này anh tao bán xe máy 1.500 bạc mua cái nhà này mới có. Anh chả dám bảo nó. Nhà của anh cũng là của chị, của vợ cũng là của chồng. Thì thôi, đằng này anh lại bảo. Nhà của nhà nước, ai có hộ khẩu ở đây thì ở đây. Đó cũng đã tiêu cực rồi. Anh nói như vậy là điều không đúng lẽ phải rồi. Bởi nó đang lấy thế anh trai có tiền mua nhà thì nó cậy quyền với em. Vậy chứ em có nói rằng nó không được ở nhà này đâu. Em chỉ bảo cô ấy phải nói với em một tiếng cho biết có chị có em mới trở lại ở chung được, để tránh xảy ra điều này tiếng nọ như ngày trước đã xảy ra. Chứ nào có phải em cậy quyền cậy thế gì đâu mà anh đưa hộ khẩu ra. Mẹ nói em giáo ăn mày, tò mò xem thư anh chị Thiệu gửi cho bà. Bà nói em xúi con mình đánh con cô Sinh. Anh cho là đúng sao? Bà nói em rút về Yên Lý, quyến rũ anh, cũng đúng sao? Bà nói em dạy con đánh địa chủ thì đừng ăn nằm với địa chủ, cũng đúng sao? Đáng lẽ anh có thể lấy tình người con mà ngăn mẹ đừng nói bậy, thì anh lại bảo rằng bà nói làm sao lại được. Thế nghĩa là thế nào? Phải chăng anh công nhận bà nói đúng? Anh cho rằng bà nói như vậy với em là chưa đủ. Hay là anh nói như vậy để chặn đứng, không cho em được quyền thanh minh? Anh sợ em tranh phải trái với bà. Thật là anh chỉ có một chữ hiếu mù quáng đến không còn biết sai biết đúng. Anh không hề bảo vệ em một chút nào gọi là. Thậm chí cả đối với trẻ con. Cái Lâm nó bảo, mẹ anh nấu thì em không ăn. Thế là anh vội vàng chữa lại. Không, bà nấu đấy, không phải bác Mai Du nấu đâu. Khi cho em nó một cái gì, nó lắc đầu không lấy thì anh vội bảo, của bà đấy, của bác Phú cho đấy, không phải của bác Mai Du cho đâu. Trời ơi, anh không dám phân phải trái với bà, cũng không dám phân phải trái với cô Sinh. Và bây giờ thì đối với bọn nhỏ đó, anh cũng không còn dám cho chúng nó hiểu
thế nào là đạo nghĩa, thế nào là phải trái nữa ư? Vậy thì em nên hiểu vai trò của anh trong cái gia đình này như thế nào? Tất nhiên, anh bao giờ cũng là rường cột đáng tin cậy của em. Anh mãi mãi là người chủ lớn trong cái gia đình này, nếu như không nói người chủ danh dự là mẹ. Song, phải chăng người đàn ông trong gia đình chỉ là người chủ theo cái nghĩa là có thể tự quyền quyết đoán mọi việc mà không cần nghĩ tới vợ? Nhớ cái hôm anh về nói chuyện, cô Sinh sắp bán nhà và sẽ sang ở đây một thời gian. Em không phản ứng, song chỉ có một yêu cầu. Cô ấy nói với em một lời, cho biết có chị có em trong cái nhà này. Vậy mà anh quát em, người đâu không rộng lượng, chỉ hình thức. Anh cứ dây đi dây lại mãi rằng em đòi quyền bình đẳng với anh. Và anh khẳng định, trong nhà người đàn ông có quyền tự quyết, không có chuyện bàn bạc gì cả, không có vợ chồng bình đẳng gì cả. Trên ra trên, dưới ra dưới rõ ràng. Anh ơi, cũng có lúc trong yêu thương người ta đưa nhau thay bậc đổi ngôi một chút có sao nào. Mà ở đây em chỉ muốn nói, muốn đòi cái quyền được làm vợ anh thôi. Vậy mà anh đã không cho. Trời ơi, em mất hết cả rồi. Và giờ đây em cũng đã mất cả anh. Đau xót và buồn bã, nhục nhã và tủi hổ, thương cho con mình và ngưỡng với cả mọi người. Sức mẻ quá lắm thật, tổn thất nặng nề thật, khó mà hàn gắn lại thật. Nhưng mà nghĩ đến các con và sự thật lòng em vẫn yêu anh, nên cũng như em đã nói, em thấy chúng ta có trách nhiệm phải tự hàn gắn lại và tin rằng hàn gắn được. Song, nếu anh nhất định không chịu chấp nhận thiện ý của em, nếu như anh cố tình dứt khoát đánh ở đây một dấu chấm hết, không hề thương tiếc, thì... Anh ơi, anh đừng nghĩ rằng chúng ta có thể sống với nhau trong một căn nhà mà anh chỉ là người khách trọ. Hay nói cho đẹp đi chăng nữa, anh là người bạn tốt của em. Không thể thế đâu anh ơi, vì em chẳng là đá, mà anh cũng không phải là tượng gỗ kia mà. Dẫu đã tàn héo, em vẫn có một tâm hồn, một trái tim. Như anh đã biết đấy, em sống nặng về tình cảm mà. Em có thể nhịn ăn để nhìn chồng con ăn ngon. Em có thể đừng ngủ để ngắm chồng con mình ngủ. Chắc anh đang cười em, chỉ lãng mạn dớ dẫn, không thực tế tí nào. Thì đã chả có lần em chịu nhịn ăn lên thẳng bệnh viện rồi đi giải bẫu túc văn hóa để được nhìn anh chịu ăn đó sao? Và nếu anh đã tin và hiểu rằng em sống nặng về tình cảm, thì ít ra anh hãy cứ có một chút tự hào về chỗ lãng mạn và không thực tế của em đó chứ. Vậy nếu quả thật anh không thể nào thấy có thể sống với em trong một tình yêu vợ chồng chân thực nữa, thì có lẽ nào em lại cúi sát đất mà cầu xin anh, hay nói cách khác là cứ buộc chặt số phận anh vào cuộc đời tàn tạ của mình. Không anh ơi, em không bao giờ như vậy để làm khổ phần đời còn lại của anh. Trái lại, em cũng biết hy sinh và em sẵn sàng để cho chồng em có được sự thoải mái trong hạnh phúc, nếu như anh muốn. Anh không còn tin yêu em nữa, mà anh bảo em rằng nghĩ một cách sống như thế nào cho tốt nhất, thì bây giờ em sẽ xin phép anh cho em được hoàn toàn sống riêng ra với các con. Sự thật là em phải thú nhận với anh một sự thật là em không còn đủ nghị lực để chịu đựng một cuộc sống như vừa qua nữa rồi. Không bao giờ, mãi mãi sẽ không bao giờ em có thể sống chung với anh trong một căn nhà, dẫu anh là người bạn tốt đến n lần tốt, chứ anh không phải là chồng yêu thương của em. Sự thật đã vừa qua, nếu anh không đi công tác, nghĩa là
Nếu chúng ta không có điều kiện để xa nhau một thời gian, thì có lẽ em quá điên lên mất. Thật là may chúng ta được xa nhau một thời gian. Cái điều em đang tưởng cố tìm cách thực hiện mà chưa thực hiện được. Còn bây giờ, anh thử đoán xem nào, em có mong anh chóng về không? Nếu cứ thả lòng ra theo tình cảm tự nhiên của nhớ thương và hy vọng, nếu tin rằng anh đã hiểu em rồi, thì em mong chắp cánh mà bay tới bên anh, để được anh dần dần đền đáp lại cho em những mất mát. Song nếu cho rằng anh vẫn thế, vẫn thờ ơ, hờ hững và không một chút thiện ý, thì nói thật, em rất sợ anh về. Thà ta xa nhau còn hơn, chứ sum họp theo kiểu ấy thì sống làm sao cho được. Em vẫn muốn anh là bạn đời của em, chứ không phải là người bạn tốt chịu gắng gượng sống chung với em trong một căn nhà cho đến hết cuộc đời. Nếu như thế, em sống riêng với các con thôi còn sung sướng gấp vạn lần sống cay đắng bên anh. Vậy thì còn trói buộc chân anh làm gì? Quý vị và các bạn vừa nghe phần tiếp theo tiểu thuyết Ngọt ngào pha mặn chát của nhà văn Nguyễn Thị Mỹ Dung. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào các chương trình sau lúc 21 giờ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc và xin chào tạm biệt.